Con kỳ đà này còn 6 ngày nào thì tao chung ngủ yên ngày đó. Bình! Bình ơi! Em cần kết thúc vụ này. Bọn sói đang truy sát em. Có nguồn tin cho biết, đêm nay có một buổi đấu giá từ thiện do Tập đoàn Tài chính Toàn cầu tổ chức. Thiếu tá Nguyễn An An, đội trưởng đội đặc nhiệm. Mày lo quần này cho anh. Dạ. Bình ơi! Bình! Nhớ giữ liên lạc với anh, không được tùy ý hành động.